Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động là một trong những nội dung cơ bản và xuyên suốt của Bộ luật Lao động. Tuy nhiên thì trên thực tế vì nhiều lý do nên không phải lúc nào quyền lợi của người lao động cũng được thực hiện đúng. Và bản thân người lao động nhiều lúc vẫn chưa nắm hết những quyền cũng như là nghĩa vụ của mình khi tham gia vào các quan hệ lao động. Vậy thì liệu người lao động Việt Nam có đang thờ ơ với quyền lợi của chính mình hay không? Nhân ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Thái Bình, luật sư thành viên của công ty luật L&T & Partners về vấn đề này. Xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Xin chào luật sư, rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa luật sư, qua quá trình giải quyết các vụ việc thì ông nhận thấy đâu là những nguyên nhân chính dẫn tới cái việc mâu thuẫn và tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động hiện nay ạ? Chào quý vị xem đài. Thì qua kinh nghiệm thực tế giải quyết những cái tranh chấp về lao động trong thực tế hiện nay thì tôi thấy theo quan điểm cá nhân thì có một số cái vấn đề. Thì thứ nhất là cái nguyên nhân từ phía người sử dụng lao động. Thì người sử dụng lao động thì né tránh trả lương theo cái quy định pháp luật, thí dụ như không có trả lương đầy đủ để mà có cái phần mà bảo hiểm xã hội hay là bảo hiểm y tế theo quy định. Cái thứ hai là né tránh cái việc mà ký lao động theo quy định pháp luật. Cái nữa là những cái một số cái vi phạm đối với lao động, đối với của cái người sử dụng lao động, thí dụ như là chậm trả lương hay là hoặc là có một số cái vi phạm đối với cái thỏa ước lao động tập thể. Còn về phía cái người lao động á, thì có một số cái nguyên nhân mà chính là tôi thấy là xuất phát từ cái trình độ văn hóa thấp và không có chú trọng tới cái quyền lợi của mình, thí dụ như là, nhưng mà nhiều khi do cái nhu cầu lao động thì họ phải ký hợp đồng lao động mà nhiều khi biết chắc hoặc là không biết là nó đã vi phạm pháp luật ngay từ đầu, nhưng mà do nhu cầu công việc thì họ vẫn phải ký hợp đồng lao động. Trong quá trình giải quyết các vụ việc tranh chấp thì ông nhận thấy ý thức của người lao động trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của hợp pháp của mình hiện nay thì như thế nào ạ? Có một cái điểm là khi mà cái quyền lợi của mình bị xâm phạm thì họ không có biết cách xử lý và thường là theo cái hướng là nói chung là theo cái hướng là bốc đồng, kích động theo đám đông đòi quyền lợi của mình mà nó đôi khi nó không có chính đáng và nó không có hợp pháp. Thì đó là cái nhận xét của tôi đối với người lao động Việt Nam. Thì dĩ nhiên có một số bộ phận thì họ cũng có những cái nhận thức đúng về cái quyền lợi của mình và tuân thủ đúng cái thủ tục xử lý, nhưng mà nói chung thì nhất là lao động mà trình độ thấp á, thì thường là hay xuôi theo kích động đám đông là nhiều hơn. Vậy còn đối với những cái tổ chức mà họ có quyền lợi, có quyền để đứng ra bảo vệ người lao động thì hiện nay họ đã làm hết trách nhiệm của mình hay chưa? Và nếu chưa thì nguyên nhân từ đâu mà có những cái hạn chế mà khiến những cái tổ chức đó chưa làm hết những cái trách nhiệm và nghĩa vụ của mình ạ? Thì theo quy định cái tổ chức mà bảo vệ cái quyền lợi người lao động trước tiên là cấp công đoàn cơ sở. Tuy nhiên thì có một cái thực tế xảy ra thì cấp công đoàn cơ sở hiện nay thì đa phần là cũng chưa có bảo vệ tốt cái quyền lợi của người lao động, thì cũng rất nhiều lý do. Thứ nhất, thí dụ như là những cái người tham gia cái cấp công đoàn cơ sở thì cũng là những cái nhân viên hay là những cái người lao động ở trong cái doanh nghiệp đó, và những cái người đó thì nhiều khi họ cũng có cái chuyên môn làm những cái việc khác thì không có chú ý tới cái việc chính. Cái việc trong cái công đoàn là để bảo vệ cái người lao động. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì hiện nay thì người sử dụng lao động thì nói chung thì cũng bầu ra cái cấp công đoàn cơ sở nhiều khi cho có lệ để phù hợp theo quy định, chứ cũng không có tạo cái điều kiện để mà cái cấp công đoàn cơ sở có thể hoạt động tốt và đúng theo cái chức năng của mình. Và một cái nữa là cái bất cập từ cái việc mà quản lý chỉ đạo từ cái cấp công đoàn cấp trên đối với cái cấp công đoàn cơ sở, thì hiện nay thì cũng không có một cái mối quan hệ rõ ràng, cũng như là không có một cái sự mà hợp tác rõ ràng giữa cái cấp công đoàn cấp trên và cấp công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp. Vậy theo ông hiện nay thì người lao động họ cần phải làm gì để có thể bảo vệ quyền và lợi ích của mình, và pháp luật hiện nay thì đã đủ những cái khuôn khổ pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho người lao động hay chưa? Theo tôi nghĩ thì cái khuôn khổ pháp luật thì nó cũng đã có, nhưng mà cái việc mà hướng dẫn hay là cái việc mà để thực hiện đó
thì cần phải có cái chi tiết hơn. Mà cụ thể ở đây là tức là cái chức năng cũng như là cái hoạt động của cái cấp công đoàn cơ sở cần phải được đánh giá cao hơn, và cũng như là phải có cái hiệu quả hơn đó, và cái thiết thực hơn, không nặng về vấn đề là hình thức thôi mà phải đi sâu vào cái vấn đề thực chất. Đó là cái cấp công đoàn cơ sở phải là cái đơn vị đầu tiên mà bảo vệ quyền lợi của cái người lao động, và cũng như là trang bị cho cái người lao động những cái kiến thức cũng như là những cái hiểu biết cơ bản về cái quyền lợi của mình. Trên thực tế thì các doanh nghiệp hiện nay họ rất ngại khi mà tuyển dụng người lao động là người khuyết tật. Vậy hiện nay chúng ta đã có những cái quy định nào để hạn chế cái điều này, và đối những cái doanh nghiệp mà tuyển dụng người lao động là người khuyết tật thì chúng ta có những cái ưu đãi hay những cái chính sách gì để khuyến khích họ hay không ạ? Thì thực ra cái quan hệ lao động thì phải tùy theo cái quyết định của cái người sử dụng lao động nữa, thì họ có xem là có phù hợp với lại cái công việc hay là cái tính chất kinh doanh của họ như thế nào. Tuy nhiên thì để mà tạo điều kiện công việc cho cái người lao động khuyết tật thì pháp luật cũng có một số cái ưu đãi đối với doanh nghiệp mà sử dụng cái người lao động khuyết tật. Thí dụ như những cái ưu đãi về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, không? Những ưu đãi về cho thuê đất, cho miễn tiền thuê đất, giảm tiền sử dụng đất, có những cái chương trình hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện môi trường làm việc phù hợp cho người lao động khuyết tật, hỗ trợ trong cái việc vay vốn đối với cái doanh nghiệp mà sử dụng nhiều cái lao động khuyết tật, thì đó là những cái ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp họ sử dụng nhiều hơn đối với cái lao động khuyết tật. Trong trường hợp quyền lợi của người lao động là người khuyết tật bị xâm phạm thì họ có thể tìm đến những cơ quan tổ chức nào, và những cái người sử dụng lao động trong trường hợp này thì họ sẽ bị chế tài như thế nào? Đối với người lao động khuyết tật, họ cũng là người lao động thì họ có thể sử dụng những cái cơ chế mà để mà giải quyết những cái mâu thuẫn hay là những cái tranh chấp về lao động như đối với cái người lao động. Thí dụ như họ có thể sử dụng qua khiếu nại qua công đoàn cơ sở, họ có thể khiếu nại qua chỗ sở lao động thương binh xã hội, hoặc họ có thể khởi kiện ra tòa. Ngoài ra thì đối với những cái người mà sử dụng lao động, nếu như mà đối với cái người lao động khuyết tật thì họ có một số cái vi phạm đối với lao động người khuyết tật, thì ngoài một số cái quy định và áp dụng đối với lao động chung thì họ còn chịu một số cái chế tài đối với giống như là quy định liên quan tới với cái người khuyết tật, chẳng hạn luật bảo vệ cái người khuyết tật này kia, thì đó là một cái số cái đặc thù đối với người lao động khuyết tật. Theo luật sư thì những cái quy định của pháp luật hiện nay thì nó đã đủ để bảo vệ người lao động khuyết tật hay chưa ạ? Thì theo tôi thì luật hiện nay cũng đã có một cái khung cơ sở để mà bảo vệ quyền lợi của người lao động khuyết tật. Tuy nhiên trong cái quá trình thực hiện thì nó cũng chưa có một số điểm thì nó cũng chưa có chi tiết cũng như là chưa có cụ thể một số cái ưu đãi đối với cái doanh nghiệp mà sử dụng người lao động khuyết tật á, thì hiện nay đã đề ra cái nguyên tắc nhưng mà đi sâu vào cụ thể thì nó cũng khó áp dụng cho thực tế cho một số cái doanh nghiệp như vậy, thành ra là không có khuyến khích họ trong cái việc sử dụng cái người lao động khuyết tật. Theo tôi nghĩ thì cái khung pháp luật đã có, tuy nhiên cần thêm những cái quy định cụ thể cũng như là những cái hướng dẫn cụ thể đối với cái việc mà bảo vệ quyền lợi của người lao động khuyết tật. Rất cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia buổi trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay ạ.